Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Ford Focus ST 2019 được mở bán tại Anh giá từ 888 triệu đồng. Tại thị trường Anh Quốc, Ford Focus ST 2019 có giá bán khởi điểm 29.495 bảng Anh, tương đương 888 triệu đồng tiền Việt Nam. Hãng xe Mỹ Ford đã công bố giá bán chính thức cho chiếc Focus ST hoàn toàn mới tại Vương quốc Anh. Việc giao hàng tới tay đại lý và khách hàng sẽ bắt đầu từ tháng 6 năm 2019. Phiên bản giá cả phải chăng nhất của chiếc hatchback Focus ST là bản chạy bằng động cơ diesel, giá bán từ 29.495 bảng Anh, tương đương 888 triệu đồng. Trong khi đó, bản cao cấp hơn có giá bán 30.595 bảng Anh, khoảng 922 triệu đồng. Cung cấp sức mạnh cho Ford Focus ST 2019 đến từ khối động cơ EcoBlue 2.0, sản sinh công suất 190 mã lực và mô men xoắn cực đại tới 400 Nm. Kết hợp với động cơ trên là loại hộp số tay 6 cấp và hệ dẫn động được truyền tới các bánh trước. Khả năng tăng tốc của xe từ 0 tới 100 km chỉ trong 7,6 giây và vận tốc tối đa là 220 km/h. Ngoài động cơ diesel, khách hàng còn có thêm sự lựa chọn với động cơ chạy bằng xăng. Cụ thể, nằm dưới mui xe là động cơ EcoBoost dung tích 2,3 lít cho công suất 280 mã lực và mô men xoắn cực đại tới 420 Nm. Khả năng tăng tốc của xe từ 0 đến 100 km/h chỉ là 6 giây và đạt vận tốc tối đa lên tới 250 km/h. Giống như EcoBlue, EcoBoost cũng được kết hợp với hộp số sàn 6 cấp. Bên cạnh đó, xe còn có thêm tùy chọn là loại hộp số tự động 7 cấp và sẽ sớm được nhà sản xuất bổ sung. Giá bán cho Focus ST bản chạy bằng xăng bắt đầu từ 31.995 bảng Anh, khoảng 964 triệu đồng. So với thế hệ cũ, Ford Focus ST hoàn toàn mới có thiết kế nổi bật phần đầu của xe là bộ lưới tản nhiệt dạng tổ ong, màu đen bóng, cụm đèn pha thanh mảnh sắc nét, bên dưới là cụm đèn sương mù, dạng gương cầu nhỏ, bao lên bên ngoài là các tấm ốp nhựa màu đen. Ford Focus ST 2019 được trang bị bộ mâm đa châu kép, phanh Brembo màu đỏ. Di chuyển vào bên trong, Ford Focus ST 2019 nổi bật với buồng lái thể thao, với ghế trước Recano, vô lăng thể thao, bàn đạp nhôm, hệ thống thông tin giải trí 8 inch, tích hợp điện thoại thông minh, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống điều hòa trên xe hai vùng khí hậu, các nút phím chức năng dạng núm bấm, khá thuận tiện cho người dùng. Focus ST thế hệ mới sở hữu công nghệ xử lý độ trễ động cơ, giúp xe tăng tốc ngay lập tức khi vận hành ở các chế độ Sport và Track Drive. So với phiên bản Focus tiêu chuẩn, độ cứng giảm xóc của ST mới tăng khoảng 20% ở phía trước và 13% ở phía sau. Đối với hệ thống trợ lực lái điện EPAS, Focus ST 2019 nhanh hơn Focus tiêu chuẩn 15%. Hệ thống phanh đĩa có kích cỡ lớn hơn với cặp phanh piston đôi phía trước và trang bị công nghệ Electric Brake. Các bạn đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ, hạnh phúc và thành công.